ngọt lắm. Em thèm mút tay, không được mút tay nữa. Mẹ bóc sắp xong rồi. Chắc là em thèm cho em miếng nha. Ngồi xuống đi, ngồi xuống, KaKa ngồi xuống nào. Để bóc xong hẳn đi cho con ta quả đi nhé. Nào, KaKa ngồi xuống đi. Cách làm miếng nhỏ cho KaKa cầm cho dễ nha.